Thực hiện theo công văn số 7009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sáng nay, các hàng quán trên địa bàn thành phố đã mở bán tại chỗ trở lại. Tuy nhiên, do thời gian dài nghỉ dịch và bán mang về, nên lượng khách ăn tại chỗ ít hơn trước, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sáng nay, hầu hết các hàng quán trên các tuyến đường chính và khu dân cư đã mở bán trở lại. Ghi nhận tại khu phố Điểm Tâm Huỳnh Thúc Kháng, các hàng quán đã đón khách từ sáng sớm. Các quán đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khi mở bán tại chỗ theo quy định của thành phố. Người dân đến quán đều chủ động phối hợp phòng chống dịch, ngồi có khoảng cách nhất định và rửa tay sát khuẩn trước và sau khi ăn. Ai cũng ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trong tình hình mới. Cũng thấy vui nhưng mà cô cũng vẫn thấy lo sợ. Tôi cũng mang khẩu trang, đồ rồi mình cũng bán, cũng giữ gìn đó. Chứ không dám cho họ ngồi nhiều, chỉ để bàn ít thôi. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách đến quán ăn uống tại chỗ khá ít, chủ yếu là tự mua mang về hoặc đặt giao qua ứng dụng đồ ăn. Nhiều hàng quán chia sẻ bán tại chỗ lại cũng vui, kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn muốn bán mang về hơn vì cũng lo sợ nhiễm dịch bệnh. Ủy ban phường cũng tuyên truyền cho mình cái giấy là mình bán là chỉ phục vụ 50% khách ngồi tại chỗ thôi. Thì quán cô cũng cam kết cũng thực hiện đúng như vậy. Thứ hai là vẫn cái lượng khách vẫn chưa có như bình thường được, tại vì thời gian vừa qua là bán mang về với cái thói quen của người dân là họ cũng sợ dịch nữa nên chay ở nhà, rồi họ mua đồ về nhà họ ăn nên chay là bây giờ là mình mở bán thì cũng chưa được nhiều lắm. Cơ bản thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát dịch nhưng mối nguy vẫn luôn rình rập xung quanh. Vì vậy người dân vẫn cần tiếp tục ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K để thành phố có thể hoạt động bình thường trong trạng thái mới. Qua đó góp phần để Đà Nẵng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.